Hôm nay trường chúng ta sẽ tham gia hoạt động rất ý nghĩa, đó là chương trình Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao, nâng cao trí lực bằng bài nhảy flash mob rất sôi động. Nhưng trước tiên chúng ta cùng nhau lắng nghe thông điệp của chương trình nhé. Các con à, đối với lứa tuổi học sinh tiểu học, việc dành nhiều thời gian cho vận động như chơi thể thao, các môn nghệ thuật hay vũ đạo, ca nhạc sẽ mang lại rất nhiều điều tích cực. Đầu tiên, các con sẽ có sức khỏe tốt, cơ thể dẻo dai, đúng không nào? Thứ hai, thông qua việc các con được rèn luyện từ nhỏ, chúng ta sẽ phát hiện ra những năng khiếu của bản thân. Bạn có thể hát hay, có bạn thì từ nhỏ đã nhảy đẹp rồi, có bạn chơi bóng cũng rất tốt. Và nếu chúng ta rèn luyện ngay từ bây giờ, kết hợp cùng với đam mê, thì đó cũng là con đường ngắn nhất để chạm đến thành công. Có ai muốn lớn lên mình trở thành cầu thủ nổi tiếng như Quang Hải không nào? Và bạn nào muốn trở thành giáo viên nào? Trong chúng ta ai cũng có ước mơ, và để thực hiện ước mơ đó, ngay từ bây giờ chúng mình phải hành động. Tức là bạn nào muốn thành cầu thủ, hãy tập luyện với trái bóng. Bạn nào muốn làm dancer thì chúng ta cùng học nhảy. Bạn nào muốn làm ca sĩ, chúng mình cùng luyện thanh hàng ngày nhé. Và chiến dịch mà chúng ta đang hướng đến ngày hôm nay chính là Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao, nâng cao trí lực. Thông qua chương trình này, cô rất hy vọng các con sẽ nhanh chóng tìm ra điểm mạnh của bản thân để phát huy tối đa năng khiếu của mình. Đương nhiên, ngoài rèn luyện, vận động, chúng mình cũng không thể quên công việc chính là học tập rồi, đúng không nào? Mỗi ngày chúng ta sẽ dành ra 60 phút cho đam mê của bản thân cũng như các hoạt động thể chất. Đó có thể là chơi thể thao, nhảy flash mob, yoga, chúng mình nhớ chưa nào? Rồi, bây giờ chúng mình cùng nhau thể hiện bài nhảy của mình. Các con đã sẵn sàng chưa? Xin mời âm nhạc. Bảo vệ nước, bảo vệ cây, bảo vệ tất cả ước mơ vẫn còn đây.
thương yêu.